Rồi chào các con. Chúng ta lại tiếp tục với nhau cái dạng bài tập khảo sát sự biến thiên của hàm số. Đến tận ví dụ thứ 6 rồi. Lý thuyết thì thầy đã nhắc ở đây có 5 dấu cộng. Và 5 ví dụ trước chúng ta đã làm nhiều rồi. Bây giờ thì không nhắc nữa mà chúng ta vào đề bài luôn đi. Đó là cái hàm fx bằng 1 trên x trừ 1 trên x trừ 2. Rồi, ví dụ như thế này đi. Thế thì bước đầu tiên chúng ta cần tìm cho thầy đó là tập xác định R trừ đi số 0 và số 2. Bởi vì là tập xác định ở đây nó có cái mẫu mà yêu cầu mẫu phải khác 0, nên x phải khác 0 và x khác 2. Tập xác định như thế này. Bây giờ tính f'x nào. F'x là đạo hàm của 1 trên x thì ra trừ 1 trên x bình phương, trừ đi đạo hàm của cái này. Đạo hàm của cái này là trừ 1 trên x trừ 2 bình phương. Và lại đổi lại là 1 trên x trừ 2 bình phương trừ 1 trên x bình phương. Sau đó chúng ta quy đồng lên, quy đồng lên. X bình trừ đi x trừ 2 bình phương chia cho x bình nhân với x trừ 2 bình phương. Và sau khi thu gọn, rút gọn, khai triển cho bình phương này ra và rút gọn x bình là hết này, trừ đây này, trừ đây thì thành cộng, tức là thành là 4x trừ 4 chia cho x bình phương nhân x trừ 2 bình phương. Rồi, bây giờ chúng ta giải đạo hàm bằng 0. F'x bằng 0 khi và chỉ khi là 4x trừ 4 bằng 0 khi và chỉ khi là x bằng 1, điều kiện là x khác 0 và x khác 2. Thế thì cái này là ok rồi, 1 là thỏa mãn rồi, đúng không? Giải xong đạo hàm thì chúng ta lập cho thầy bảng biến thiên. Bảng biến thiên gồm x, f' và f. X ở một dòng, x ở một dòng, f' ở một dòng. Đấy, f' ở một dòng. Rồi, đây là trừ vô cùng à, có số 0 là không xác định, có số 2 là không xác định, cộng vô cùng, và có số 1 là nghiệm. Không xác định thì chúng ta điền cho thầy hai gạch. Không xác định thì viết hai gạch. Tại 1 thì đạo hàm bằng 0. Đó, những cái thông số cơ bản ban đầu. Rồi, bắt đầu suy nghĩ thêm. Nếu như số x, nếu như cái biến x này mà nhỏ hơn 1 thì sao? Nhỏ hơn 1 thì chúng ta nhìn vào đây. Nhỏ hơn 1 thì phải cùng trái khác. Nhỏ hơn 1 thì nó sẽ âm. Âm. Lớn hơn 1 thì sao? Lấy số 3, số 4, số 5 mà thay vào đây đi. Lấy số 1,5 đi. 1,5 mà thay vào đây thì nó ra dương. 3 mà thay vào đây nó ra dương. Cái cách xét dấu f' ấy, thủ công nhất ấy, là mình lấy các giá trị ở các cái khoảng này này. Lấy giá trị bất kỳ thôi mà thay vào f', nó ra số dương thì điền dấu dương, mà ra số âm thì điền dấu âm. Rồi, cứ dấu âm là mũi tên đi xuống. Mũi tên đi xuống, mũi tên đi lên và mũi tên đi lên. Có bảng biến thiên rồi là mình kết luận thôi. Vậy hàm số nghịch biến nhá, hàm số nghịch biến ở trên cái khoảng trừ vô cùng đến 0 chấm phẩy 0 đến 1. Hàm số đồng biến, hàm số đồng biến ở trên cái khoảng 1 đến 2 và 2 đến cộng vô cùng. Nhấn mạnh, chú ý, chú ý, không viết, không viết cái gì, không viết là đồng biến ở trên khoảng 1, 2 mà hợp với 2 đến cộng vô cùng. Viết thế này là sai. Nhớ để làm trắc nghiệm.